Một ngày nắng đẹp là thời điểm phù hợp để đến với Tràng An. Chỉ cách Hà Nội 90 km, Tràng An là nơi mơ đến, chốn mong về của nhiều du khách. Mùa này nước xanh và trong hơn, xuôi thuyền trên dòng Ngô Đồng, bạn sẽ cảm nhận được sự kỳ vĩ của di sản thiên nhiên thế giới kép đã được UNESCO công nhận. Vẻ đẹp kết tinh của thiên nhiên địa mạo quyến rũ được ví như vịnh Hạ Long trên cạn, khám phá dáng hình rất riêng của từng ngọn núi. Bạn nên ghé thăm những kiến trúc lịch sử của các triều đại Việt Nam ẩn mình bên vách núi, hay trải nghiệm không gian phim trường trong bộ phim Công Đảo Đầu Lâu vẫn được người dân phục dựng để du khách tham quan.